Thầy Phúc với lại Kim Chi ăn trước đi. Dạ. Đầy bụng quá. Sao vậy? Cái bà này. Chắc là cô có tâm trạng, ăn không có vô. Nghe hết, thấy hết. Ủa chứ bà làm sao vậy? Bà bị bệnh hả? Chắc vậy quá. Vậy bệnh gì, có uống thuốc gì chưa? Chưa. Ngồi dậy tôi coi coi. Ủa, đâu có nóng gì đâu. Có. Nóng trong lòng. Đó. Chà, không ngờ anh cũng khéo tay của ta. Trang trí cây thông Noel á, nhìn cũng đẹp dữ. Đương nhiên rồi, cái gì mà anh nhúng tay vô á, đều đẹp hết á. Em đốt đuốc hết Sài Gòn rồi đi. Em kiếm có một người chồng cũ nào tốt với vợ như anh không? Một người chồng mẫu mực, chuẩn không cần chỉnh. Thầy gớm. Người thầy gớm. Em nói là anh đó. Anh. Nín, nín. Con trai của mẹ. Chắc là đói bụng rồi. Cha nào con nấy ha. Đẹp trai như ba đó vậy. Anh nghĩ sao vậy? Thấy đẹp trai như vậy á là nhờ giống mấy cái nét đẹp của em. Anh nhìn đi nè, cái mũi kìa, cao và nhỏ xíu à. Còn cái miệng giống như hình trái tim, nhất là con mắt đó nha. Con mắt to trời chang mắt em vậy. Em nghĩ sao vậy? Sao giống em được? Giống anh chứ. Mắt phải to như anh, miệng phải rộng như anh. Anh nói sao giống nè? Anh nhìn kỹ đi, anh nhìn kỹ con mắt của anh đi. Con mắt của anh nhỏ xíu à. Còn nhìn con mắt của em đi, mắt em cũng mới to nè. Còn cái mũi của anh là bự gần chết hả? Mũi em thì mới nhỏ. Còn nè, cái miệng của anh đó, thấy không? Cái miệng của anh làm sao mà hình trái tim giống như cái miệng của em được? Cái miệng của em á, cái miệng ăn nhiều, miệng bà tám. Mắt em mắt lộ, nó đẹp giống em hả? Phải đẹp giống anh, chuẩn như anh. Đẹp giống em nè, cái nét của nó đúng là cái nét mà kiểu gọn gàng, thon gọn luôn á nè. Nhìn đi, để đi cái miệng trái tim của em thấy không? Còn nè, cái mũi của anh nó hợp bự gần chết rồi đó, là con giống anh. Chứ sao vậy? Giống anh. Giống em. Giống anh. Giống em. Thôi, được rồi, giống cả hai được chưa? Vậy thì còn được. Ừ. Nè, anh hợp mang chung em thì mang qua bên đó đi, xong rồi xuống dưới dọn. Mà sao tự nhiên nằm đóng vậy? Tôi kêu bà ra coi cái thông Noel kìa, bà không nghe hả? Nghe hết, thấy hết. Ủa chứ bà làm sao vậy? Bà bị bệnh hả? Chắc vậy quá. Vậy bệnh gì, có uống thuốc gì chưa? Chưa. Ngồi dậy tôi coi coi. Ủa, đâu có nóng gì đâu. Có. Nóng trong lòng. Là anh sao? Cái bà Diệu Hiền này thiệt tình. Dạo này bà bị sao á? Vụ gì? Không biết nữa. Gần đây mặt bà cứ buồn hiu à. Chắc là cô có tâm sự đó. Thôi cứ để cho cô bình tĩnh lại đi. Mà nấu ăn xong chưa vậy? Sắp xong rồi nè, qua nếm thử đi. Có gì ăn không? À, trời ơi. Trời, nấu gì mà thơm ngon dữ vậy? À, cô Diệu Hiền nè, tụi tôi sắp dọn cơm ăn á, ăn chung cho vui ha. Ừ, tí vô ăn chung cho vui. Nè, thử đi. Đụng đó. Được, ngon mà. Nha, vô ăn cơm vui nha. Thôi hai người ăn trước đi. Tại vì em chưa có đói. Tí nữa em đói em ra ăn sao nha. Ăn đi, lâu lâu tôi mới tổ trài đó. Thôi thầy Phúc với lại Kim Chi ăn trước đi. Đó, đầy bụng quá. Sao vậy? Cái bà này. Chắc là cô có tâm trạng, ăn không có vô. Sao hai người đó đã ly dị rồi mà vẫn còn tình tứ quá vậy? Muốn alo. Sapphire ở Vũng Tàu. Năm ngoái anh có gọi đặt phòng bên em vào ngày 24 tháng 12.
2. Em gọi để xác nhận với anh ạ. Anh thấy cái resort này á, có được không? Ừ. Thì sao? Đang định á, Noel á, mình sẽ tới đây chơi. Em muốn đón Noel nữa chứ đó. Em sao vậy? Chưa vừa tính Giáng sinh rồi. Với lại năm nay á, có một nhạc ra đời nè. Làm sao đi được? Anh này, chỗ này á, nó rất là đắt, rất là hot. Mình phải đặt sẵn từ bây giờ, coi như là kế hoạch ấn định sẵn. Nữa, em lúc nào bần bộ hết trơn á. Mấy lần trước em đặt là đặt đó, mà không đi không được. Mình lỗ, lần nào cũng vậy. Tới đó hay tới đó, hiểu chưa? Lỗ có sao đâu. Anh này, người ta hả, có bầu như vậy, muốn vậy cũng không chịu. Nó không chịu chiều người ta nữa. Ý á, ý anh, à. Dạ. Đừng. Con nó đạp rồi đi cũng tạo. Có đi lập mẹ nữa, lập mẹ nữa nha. Rồi bây giờ con nhân đặt không, nếu không là nó đạp hoài đúng không? Nhưng mà Con nó cũng đi Vũng Tàu. Đừng đợi đó, để đặt, đặt luôn bây giờ đi, giờ nó cũng đi liền lắm á. Bây giờ phải đặt trước đi mà. Đặt đi. Hết đau rồi. Cái gì dùng nhấn cho mày hết đau rồi nhanh nè. Trai ngoan. Con quỷ việc cái nha. Ừ, vậy nha. Ờ, đúng rồi. Xin lỗi, tại vì lâu quá nên quên. Vậy anh vui lòng xác nhận lại chuyện đặt phòng và chuyển khoản phần còn lại vào hôm nay được không ạ? Tại vì mọi chuyện cũng đã thay đổi rồi. Vậy anh có muốn hủy phòng không ạ? Để chút đi. Cho tôi đến cuối ngày nha. Tôi sắp xếp công việc rồi tôi gọi, tôi xác định lại nha.